Chào cả nhà, thì trong các cái loại đặc sản của Sa Đéc Đồng Tháp thì hiện giờ thì shop đang bán rất là nhiều về hủ tiếu khô nè, hủ tiếu rau củ quả nè, hay gọi là hủ tiếu ngũ sắc, rồi hủ tiếu gạo lứt nè, và shop cũng có bán gạo phở khô. Thì ngoài các cái loại đặc sản đó thì hiện giờ shop đang có bán hai cái loại, đó là bún gạo sấy khô và bún tươi sấy khô cả nhà. Thì ở hiện giờ thì đây là một cái loại đặc sản mới mà shop đang bán từ Sa Đéc Đồng Tháp, đó là bún tươi sấy khô. Thì cả nhà mình thấy là ở trên tay của shop đang cầm là một cái túi như vậy, là 1 ký này cả nhà. Đó, thì cái túi 1 ký này là bún tươi sấy khô đó, thì cả nhà thấy là cái hàng sử dụng rất là lâu luôn, và với cái cách đóng gói như vậy của shop thì mình rất là dễ vận chuyển, mình mua mình đi nước ngoài ha, và cũng như rất là dễ bảo quản. Thì đối với cái loại bún tươi sấy khô này á, thì khi mà mình ăn đó thì mình có thể ngâm với nước và sau đó mình có thể trụng lên là mình có thể dùng liền như cái loại bún tươi luôn cả nhà. Thì đây là một trong những cái đặc sản cực kỳ nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp ha. Thì đây đây là cái bún tươi sấy khô, thì từ cái làng bún nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp là Sa Đéc. Thì shop rất là mong nhận được những cái đơn hàng của cả nhà mình về bún tươi sấy khô ha. Cảm ơn cả nhà.